Rồi, giờ chúng ta bước qua cái phần hữu phần khách. Nói gì sai á, bắt cái tâm lộ ra rồi và diễn tiến là mình sẽ nắm bắt được là bằng đúng hay sai. Bởi vì phần tâm lộ này nó không có chạy theo một cái thế, là nó đi theo cái luật riêng của nó. Nó là cái định luật riêng của nó. Và nếu nắm được năm hết năm trọn vẹn năm cái định luật á của Phật giáo đó, nhớ là định luật về chủng tử, nó định luật này. Định luật chủng tử tâm á đi ra má. Pháp
Vậy nghĩ cho má là cái định lực. Còn quý ba cá ní ra, quý ba cá căm má ní ra má là định lực. Chỉ cho nhà quả của nghiệp. Quý ba cá là quả, căm má là nghiệp. Tập rất dần nhớ. Ní ra má là cái định luật rồi. Còn tâm má ní ra má là luật về pháp. À, ghép vô. Chích bán ní ra má, luật về tâm, ghép vô. Bi chá là cái chủng tử, ú tú là cái thời tiết. Má tí thanh tí là tức nói, nói liền. Má tí thanh tí là nói liền. Nó được tái sinh. À, chúng ta qua cái hộ hợp bắt. Ăn ăn chú cá. Chú cá là kẻ vừa đến. Khi gặp Bali rồi chúng ta có gặp chữ cá cái bên á. Thì muốn nói là đây cái người đó đó. Alan Tú là đến, cá là người, kẻ vừa đến. Ví dụ đa giá cá là kẻ cúng dường, đa giá là cúng dường hay đem cho. Đa giá cá là người đem cho, kẻ đem cho. Mấy cái từ thông dụng Bali à. Để điều kiện có hữu bằng cách, điều kiện phải là người giới. Thứ hai là phục sinh bằng tâm quả lợi. Thứ ba là động lực phải là động lực sân. Thứ nhất là mấy người giới. Vì rằng á, vì sao? Vì chỉ có cái hạng người mới có thanh thanh thôi. Những vị phạm thiên không bao giờ có tâm sân. Chư thiên có không? Có. Chư thiên là người dục. Dễ. Chư thiên vẫn có phẫn nộ. Nhưng mà chỉ có người sắc giới mới không có tâm tâm sân. Cho dù người dùng giới đó là bậc thánh còn tâm sân không? Còn nghe câu hỏi nè. Cho dù cái vị đó là bậc thánh còn tâm sân không? Đó là cái bẫy đó. Ai mà hấp tấp nó ra không còn là chết liền. Vị thánh sơ quả, nhị quả vẫn còn tâm. Tâm sân. Nhị quả, sơ quả vậy bậc thánh không? Còn tâm sân không? Nhưng câu hỏi trống. Để có bảy hỏi vị thánh có còn tâm sân không? Nhà cờ ra hết rồi. Chết liền. Lọt bảy ngay. Không phải bậc thánh, thánh nào. A-na-hàm còn tâm sân không? A-na-hàm còn tâm sân không? Chắc không? Còn tâm tham không? Còn không hổ thẹn tội lỗi không? Còn không hổ thẹn với tội lỗi không? Còn không? Hả? Vậy thánh A-na-hàm còn không hổ thẹn với tội lỗi không? Còn nha. Còn nha. Vị thánh A-na-hàm vẫn còn không hổ thẹn với tội lỗi nha. Rồi vị thánh A-na-hàm còn bốn cái tâm tham vi tà này không? Còn không? Vị thánh A-na-hàm
giận không? Còn vậy còn xíu giận phải không? Xíu mà nghe chánh chức rồi đúng không? 4 năm tháng là kiến cắt đúng rồi không? Còn 4 năm tháng đi vào là còn xíu không giận đúng không? Mà đã còn nó cách khác là gì đánh ăn hàm còn bất tiện không? Mà đã còn bất tiện phải có 4 cái ta sở thì theo không? Đi vô tàm như quý không giận phải không? Mà vô tàm là không phổ thẹn tội lỗi đúng không? Tại vì thánh A Hàm còn không phổ thẹn tội lỗi không? Còn không? Còn có hai. Cãi chỗ nào nữa mà cãi? Mà còn bất thiện thì còn 4 cái tâm si bất thiện tiến hành này đúng không? Mà trong 4 cái bất thiện này có vô tàm như quý muốn giận đúng chưa? Vô tàm là không phổ thẹn tội lỗi, vô quý là không vô gây sợ với tội. Rồi lại như vậy thì thánh A Hàm vẫn còn không hổ thẹn tội lỗi và không nghe sợ tội lỗi đúng không? Nhưng mức độ của ngài vớt qua lên còn dù vớt qua vẫn cứ là còn. Mà sao cãi đi? Đường nào nữa đâu mà cãi? Nắm chưa? Rồi. Tục sinh phải là tâm quả thọ thọ hỷ, phải thọ hỷ. Tâm quả thọ hỷ thì tối thiểu phải là gì? Phải một người, tối thiểu phải là con người. Những người biết miễn là con người à, người này có rồi sao không biết? Chỉ nói là tối thiểu phải là con người nha. Mọi người này có hay sao? Mọi người tối thiểu là người nhị nhân. Bởi vì nếu mà còn thọ hỷ cái này đúng không? Đúng không? 4 năm này phải không? 4 năm này á, đây là những tâm quả duy trí để cho người nhị nhân không? Còn cái người lạ cũng nhân cũng là người chứ không? Cũng sẽ bằng tâm này mà. Tâm thời xã mà đúng không? Để tối thiểu phải là con người, người tốt mà, cho người xấu á. Chưa kể chị Thiên, chị Thiên nó cũng sẽ bằng những tâm này không? Phải tổng lực. Rồi, để bây giờ chúng ta cứ tìm nó coi nó như thế nào. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta có bây giờ kìa. Tìm nó nè. Đây là trường hợp mà vừa qua Vĩnh Độ Giới Rồng Khai Ngũ Môn Tiếp Thâu Quan Sát Quán bảy động lực. Mà bảy lực này là rồi, rồi hai là cảnh hai làm tôi cá bây giờ cái mục đích chúng ta tìm nó là những cái tâm nào đóng vai trò là lên tôi cá đây. Yeah. Những cái tâm nào biết rằng nó là cái tâm để làm tính chất phải là trung hòa cái giữa từ cái thọ ưu đây thọ ưu mà cái phía sau này nó hữu phần nó thọ hỷ đúng không? Bởi vì tâm này cái người người này phải người tục sinh bởi tâm thọ thọ hỷ, vậy thì hữu phần cũng phải là thọ thọ hỷ. Từ thọ ưu sang qua thọ hỷ liền không thể được, mà phải có một cái thái độ để mà trung hòa từ thọ ưu đó giờ mất đi để nó chuyển qua thọ hỷ. Cái thái độ này được gọi thuộc thuật ngữ đó là hữu phần cách, hữu phần cách. Và hữu phần cách này nó có bao nhiêu bao nhiêu tâm thì ở đây chúng ta thấy là nói với cái cảnh này, nếu như cảnh mà tốt, cảnh rất tốt, cảnh rất tốt, nhưng mà cũng là cảnh lớn nữa, cảnh rất lớn nữa, đã cảnh rất
lớn mà cũng cảnh rất tốt nữa, thì cái lộ này phải là lộ quả thiện đúng không? Vậy quan sát này phải là quan sát thọ. Bởi vậy nhưng mà không được sao? Đúng rồi sao? Do Lỗng Ngực Sơn thấy như trường hợp thấy người ta xây dựng một cái đại khái như có ai đó thấy chùa Cửu Long xây dựng một cái tháp á, mà cái tháp đó là tháp đặc biệt á, tháp đó có thể nói là cái tiêu biểu hiện nay, xem như là tiêu biểu cho cái hệ phái Nam Tông á, nó rất xinh đẹp và cũng rất là mỹ thuật, nhưng mà khó chịu bức bơ cái ganh tị đó, ganh tị mà khó chịu đó. Nghe cảnh nó cảnh tốt rồi, rất tốt không? Nó phải nói là một cái tháp Cửu Long bây giờ đó, nó phải nói là giống như một cái kỳ quan hiện tại của Phật giáo Nam Tông đó, chưa có cái chùa Nam Tông nào mà có được cái cảnh quan rất là đẹp như vậy đó. Cái chùa Cửu Long không? Nó ở Nga Ba Tân Vạn đó. Mà chính là sư lên đỡ là sư lên cũng rất là thấy rất là hoan hỷ nữa, rất là hoan hỷ với cái công trình đó, đó. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà tiêu biểu á, mà tự nhiên mình liên tưởng tới một cái câu chuyện mổ xanh, là trong thời Đức Phật á, có một du sĩ ngoại giáo đó, muốn mà tới là luận chiến với Đức Phật á, rồi đi tới đó, cái hỏi thấy cái cổng chùa của Kỳ Viên á, nó hoành tráng mức độ, hỏi cái này là cái gì đây, cái này đây mới chỉ là này du sĩ, đây mới chỉ là cổng chùa thôi, du sĩ nó trời cảnh cổng chùa như vậy nè, rồi nói chi cái chỗ mà ở bên trong như thế nào nữa, nên thôi từ bỏ cái việc mình đi luận chiến với Sa Môn Gautama rồi, chịu thua đi luôn, bỏ đi luôn. Mình nhìn với cái lão tháp ở Vũ Long mình cũng thấy thích thú, nó hoan hỷ vô cùng. Nếu cảnh rất tốt, nhưng mà có những ai mà cái tâm canh tị thì sao? Sao? À, hoặc là những cái môn đồ ngoại giáo á, mà nhìn thấy những cái chùa Kỳ Viên Tịnh Xá ngày xưa của Đức Phật á, hoặc chùa Đông Phương á, là khó chịu không hại. Lòng cảnh rất tốt mà cũng rất lớn, nhưng mà nó khởi lên tâm sân mà những cái người này á, lại là cuộc sanh bởi thọ là hỷ. Mãi tâm sân này thì nó phía sau nó dẫn theo cái gì, nếu mà cái cảnh rất tốt nữa, cảnh rất tốt nha, hiểu không? Vì nó cảnh rất tốt thì chỗ này nó còn sát na đúng không? Nó còn sát na đúng không? Nhưng mà cái cảnh rất tốt này thì nó không thể nào mà ra tâm sân mà quá mạnh nữa, thì nó không thể nào mà có cái tâm thiện thì quả này sanh lên, không thể là có được. Mà nó cũng không thể là cái tâm quan sát tọa xã quả bất thiện này lên đúng không? Phải quan sát tọa xã quả bất thiện là cảnh rất xấu hoặc là xấu mà thôi, mà cảnh nó rất tốt đúng không? Đúng không? Mà nó cũng không thể là tòa hỷ được nữa, nó phải là thọ xã để mới trung hòa. Bởi vì mục đích của anh này sinh lên đó là để trung hòa cái thọ ưu với thọ hỷ chỗ này, thì bắt buộc nó từ thọ ưu và chuyển sang thọ hỷ, nên phải qua trung gian là thọ xã đúng không? Phải không? Dạ. Nó không thể là thọ hỷ được nữa, như vậy mặc dù cảnh rất tốt thì không tưởng được sinh sân, thì chỗ này nó chỉ có khả năng sinh khởi là tâm quan sát thọ xã quả thiện, bởi cảnh tốt mà, bởi cảnh rất tốt mà, nó không thể quan sát thọ xã được, người quả thiện được, không thể quan sát thọ xã quả thiện được, có phải là cảnh rất tốt không? Mà cảnh rất tốt là phải là quan sát thọ hỷ hoặc là thọ xã quả thiện đúng không? Dạ. Thấy chưa? Khi nào cảnh rất xấu rồi, khi nào cảnh rất xấu á, thì bây giờ nó mới là quan sát thọ xã này đúng không? Đúng chưa? Còn bây giờ nếu là cảnh rất tốt thì nếu không thọ hỷ được thì phải là thọ
nó sẽ. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Bây giờ cảnh rất tốt, cảnh rất tốt, mà nó là cảnh rất lớn. Nhưng mà xin lỗi, phải cảnh rất tốt nữa, là cảnh xấu. Xấu hoặc là rất xấu. Cái này tốt và rất tốt khác nhau thôi. Tốt thì càng mạnh hơn nữa, tốt thì cũng dẫn tới quan sát rồi họ xả mạnh hơn nữa. Rất tốt thì nó có khả năng nó sinh tới là quan sát họ có hỷ, nhưng mà trường hợp này quan sát hỷ không thể sinh khởi lên được. Bởi công việc mình không cần thiết anh tới, mà chỉ cần thiết cái anh họ xả tới, không cần thiết anh họ gì tới. Có trường hợp là cảnh xấu, rất xấu mà đã động lực sân để chê sân. Như trường hợp mà thấy cái đống rác này nè, hoặc là ngửi cái mùi nó hôi quá nè, mùi ống cống, mùi chuột chết vậy đó, nó khó chịu, không hài lòng. Thì dẫn tới cái động lực sân mà người tâm tục sinh bởi tâm thọ hỷ nữa, thì ở đây là quan sát họ xả quả bất thiện như vậy. Quan sát họ xạo không thầy? Và ngày bữa tháng, ngày anh uống bữa tháng á, chỉ sử dụng hai cái tâm này thôi. Mới cho rằng á, là chỉ có hai cái tâm này đóng cái vai trò là hữu phần khách mà thôi. Thì ngài không phải là sai, nhưng mà ngài nói cái này, ngài nói mà tính chất là phổ thông, vẫn có những cái trường hợp đặc biệt. Và các vị luận sư đời sau đó kết luận rằng có tất cả 6 tâm, không nói 4 tâm ở xã này có thể làm phổ quan khách được. Và trường hợp thứ nhất thì chúng ta tìm hiểu, thì trường hợp thứ nhất thì sao? Đây là những cái trường hợp đặc biệt. Còn cái trường hợp của này anh cũng phá đó, nếu nói ra đó là cái trường hợp phổ thông như chúng ta thôi, như những người phàm nhân như chúng ta mà bình thường, bình thường. Quý vị là người bình thường hay người phi thường? Còn thế nào là người phi thường? Phạm nhân mà phi thường, đó là những người đang tu tập tứ niệm xứ, hoặc là những cái đề mục thể trượt vân vân, hoặc những đề mục mà tham ma một địa đó. Thì cái trường hợp này á, đối với cảnh rất lớn mà cực xấu, hoặc là xấu hay là cực tốt hoặc tốt. Đây là cái người tục sinh bằng tâm quả thủy. Với cái người này đó, có một hạng người đó, thứ nhất là thường tu tập về thể mình thể trưởng cái hạng vậy, tức là thường quán thể trượt hoặc là quán cái bất tịnh, quán bất tịnh, lượng quán bất tịnh.
Thì với người này nè, với người này nè, khi gặp những cái cảnh dục lạc vậy đó, khó chịu. Thông thường rồi tụi anh nhân gặp những cảnh dục lạc thì thích, đúng không? Đúng không? Nhưng cái vị này đang quán thị trưởng là quán cái để bất định nào, có thể xấu á. Bây giờ gặp lại tự nhiên ngày khó chịu. À chứ không phải ai thấy cảnh đẹp cũng phái đâu nha. Đây là cảnh rất tốt, cảnh tốt. Nhưng mà lại khó chịu bởi vì không có hợp với cái đang tu tập. Mà nếu mà ta thấy những cái bộ thi, bộ xương khô hoặc bộ những cái tử thi thì gì đó vui. Tại vì hợp với cái đề mục đang quan sát. À. Rồi còn á, đang quán về thể trượt, quán về cái thể xấu, gặp những cái dục lạc tự nhiên khó chịu. Nói được họ gặp tốt, rất tốt mà lại là khó chịu. À. À, bởi vì là đang tu tập. Tuy rằng khó chịu nhưng mà vậy đó tính chỉnh ngay. À. Khó chịu nhưng mà lại là quán xét lên đó. Mặc dù nó vẫn ảnh hưởng tâm sân. À nhưng mà lại là tức là khó chịu cái bất thiện đó. Cho dù cái bất thiện mà mình khó chịu vẫn cứ là tâm sân đó đã. Nhưng mà cái đó thọ ưu nó dẫn tới là thuộc về thiện, là thiện cho sinh khởi và thiện tăng. Mình tưởng tức là cái lộ tâm này nè, đó là lộ tâm bất thiện, tức là khó chịu. Nhưng mà tiếp theo đó nó sẽ dẫn tới là lộ tâm thiện, đúng không? Nếu mà xác định ngay cái thời điểm đó hay khi mà đã khó chịu phải là tâm bất thiện đó đã nha. Rồi từ đó nó dẫn qua một cái độ tâm khác, tức là nó sẽ dẫn qua tâm thiện hoặc là thiện này tiếp theo nha. Chứ không phải ngay cái thời điểm đó thiện liền không thể được, mà phải xác định ngay cái thời điểm nó phải là cái độ bất thiện. Nhưng mà đã hiểu biết vậy cho nên từ chỗ này nó có thể sinh ra những cái tâm, nếu là của trí thì nó sẽ phát sinh lên ở chỗ bốn cái tâm quả này, có thể một trong bốn tâm quả này có thể nó sinh lên. Một trong bốn tâm quả này mình đối với phàm nhân á, thường phàm nhân á thì chỉ có hai tâm quả ly trí này nó sinh lên, tức là phàm nhân rồi chúng ta sẽ trượt mình đó, đây là thuộc về phàm nhân thì nó có thể khởi sinh, có thể khởi sinh hai tâm quả thiện ly trí phò xã. Phạm nhân nha, nhưng mà nếu là những vị thánh nhân, thánh nhân như là sơ hoặc là nhị quả, cơ bản trí gì này là có rồi. Không có trí không chứng đắc được sơ quả nhị quả đâu. Phạm nhân đang tu tập vậy là phạm nhân có trí hay là ly trí? Hả? Phạm nhân đang tu tập như vậy đó, phạm nhân nó có trí hay ly trí? Chưa biết luôn, không biết mình là dạng nào hả? Có ai biết mình thuộc dạng nào không? Có trí hay ly trí? Quý vị nè, có trí hay ly trí? Hiện nay quý vị là người có trí hay người ly trí? Ai mà nói mình có trí hay ghê vậy? Giờ hiện tại chúng ta chưa xác định được chúng ta có trí hay là ly trí. Hiện tại chúng ta sẽ muốn xác định được á, quý vị phải tu tập. Thứ nhất á, ở giai đoạn gì, tức là phải vượt qua, nếu về thiền quán phải vượt qua
đi quá mới vượt qua 10 phiền não quán nè. Phải vượt qua 10 phiền não quán. Còn nếu như thiền thì chỉ, thiền chỉ thì phải đắc định, thì khi đó chúng ta mới xác định chúng ta là người có. Cái hiện nay chúng ta chưa biết mình thuộc dạng nào á. Mà sư đã từng nói các vị rằng sư đang đứng đây đứng giảng cho quý vị đúng không? Quý vị đừng nghĩ sư là người tam nhân nha. Rồi biết đâu sư chỉ là người nhị. Sư có nói câu này không? Sư còn chưa biết mình là ai, quý vị biết mình người có tí là giỏi rồi. Quá giỏi luôn. Hết giờ, cái giờ nghĩ ra đâu. Ủa quên nghĩ luôn. Rồi. Chư thiên ở trên hư không, long vương là lỡ có nhiều, đồng sinh ngoan nghỉ bước theo cũng thì vợ giáo tăng bồi, gác vợ thầy tổ em vui lâu dài, nguyên đồ tánh gai nàng bay, chúng sanh được hướng chúng tôi vui thú đau màu tu hành nó hầu vô sanh do sự bước vào mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mê ngu ngầm nơi tâm trong ngày lý. Rồi chúc quý vị ăn vui.